Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một trong những hiện tượng kỳ diệu của thiên nhiên, loài côn trùng ngụy trang giống hệt một chiếc lá. Trong thế giới tự nhiên, khả năng ngụy trang là một vũ khí sinh tồn quan trọng, giúp loài vật tránh được kẻ thù. Loài côn trùng mà chúng ta đang chiêm ngưỡng này chính là bậc thầy của nghệ thuật ngụy trang. Từ hình dáng, màu sắc cho đến cấu trúc của cơ thể, mọi thứ đều giống y hệt một chiếc lá đến mức bạn có thể dễ dàng bỏ qua nó nếu không quan sát kỹ. Cơ thể của chúng có màu xanh tươi, phủ đầy vân nổi như gân lá, tạo nên sự hòa lẫn hoàn hảo với môi trường xung quanh. Thậm chí, khi chiếc lá này di chuyển, nó vẫn giống như một chiếc lá bị gió thổi bay, một chuyển động nhẹ nhàng và tự nhiên đến khó tin. Đặc biệt, không chỉ hình dáng, mà những chiếc chân và râu của côn trùng này cũng mang nét tương tự như các cuống lá nhỏ. Điều này khiến chúng trở nên hoàn toàn vô hình trước các loài săn mồi như chim hay bò sát. Chúng có thể đứng yên trên cành cây hàng giờ liền mà không bị phát hiện. Khả năng ngụy trang này không chỉ là biện pháp phòng vệ mà còn giúp chúng săn mồi hiệu quả hơn. Khi ngụy trang, chúng dễ dàng tiến gần đến con mồi mà không bị phát hiện, rồi nhanh chóng tấn công khi có cơ hội. Sự ngụy trang hoàn hảo này là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, chứng minh rằng thiên nhiên luôn có cách sáng tạo những chiến lược sinh tồn đầy tinh tế. Loài côn trùng giống chiếc lá này là một minh chứng sống động cho sự kỳ diệu và đa dạng của cuộc sống trên trái đất.